Anh em đang có nhu cầu thử vận may, muốn X45, hãy đến ngay shop misutv.com với vòng quay kim cương cực chất, dàn đồng chống nick VIP cực cao, đặc biệt nhất, mua 1 tặng 2, tính tiền 3 đó nhở. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai mã code trong đấu trường chung kết mùa xuân 2020 nhở. Và hai mã code này ấy, chúng ta sẽ có giới hạn mỗi mã code 500.000 lượt nhập nhở. Đấy, rất là phê luôn. Ok, và anh em đang xem đừng quên cho mình một like, một nút đăng ký kênh ấy, và tham gia một cái event nhỏ của mình nhá. Bạn đâu mà chúng ta có comment trên 5 like hoặc 10 like, mình sẽ tặng 180 kim cương. Đấy, anh em comment cái gì cũng được nhá, cứ có like mình sẽ tặng kim cương. Ok, sau đây thì anh em sẽ cùng mình chúng ta nhập cái mã code thôi. Nói chung là cái mã code này ấy có rất nhiều lượt nhập, nên là chúng ta yên tâm, không sợ hết đâu nhở. Thì chúng ta cùng đến với mã code đầu tiên nhá. À, trước khi mà chúng ta đến với mã code tiếp theo, mình muốn giới thiệu với anh em một cái shop nick hợp tác của mình nhá. Đó chính là shop misutv.com. Đấy, trong đây thì chúng ta có vòng quay kim cương, thử vận may, dương kim cương nhá. Nói chung là trong vòng quay kim cương ấy, mình thấy có khá là nhiều bạn chúng ta trúng 230 kim cương, 9.000 kim cương nhá. Đấy, rất là phê luôn. Ok, bạn đâu mà chúng ta muốn quay ấy, chúng ta có thể vào nhá. Và bạn đâu mà chúng ta mua nick nhá, bị lỗi này, hoặc là có thắc mắc gì, anh em có thể nhắn tin vào cái phần admin nhá. Đấy, trong đây thì chúng ta có dương kim cương. Nói chung là mình thấy dương kim cương ấy cũng khá là ok nhá, chúng cũng khá là nhiều. Đặc biệt nhất là chúng ta có vòng quay kim cương ấy, khá là phê luôn. Ok, bạn đâu mà chúng ta muốn vào, chúng ta thể vào nhá. Vậy là mình đã đưa đến với anh em hai mã code trong video ngày hôm nay rồi. Đấy, nói chung là cũng rất là ngon, đúng không anh em? Hy vọng là chúng ta xem cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nhá. Nói chung là cũng rất là ngon. Đấy, tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình chúng ta đến với một cái sự kiện. Nói chung là sự kiện này ấy, chúng ta cần có kim cương nhá. Đó chính là sự kiện cửa hàng hacker nhá. À, nói chung là trong đây ấy, chúng ta có giải chính này và giải phụ nhá. Giải chính thì chúng ta có gói băng cướp đêm, à, gói trang phục độc quyền của bác gấu luôn, khá là hay nhở. Tiếp theo thì chúng ta có một gói trang phục ướt át này. Đấy, thì mình sẽ chọn gói của bác gấu và chúng ta chọn một cái hành động của panda nhở. Ok, và lần đầu tiên chúng ta chỉ mất 9 kim cương thôi. Đấy, mình sẽ mở luôn nhở. Không biết là chúng ta có trúng băng cướp đêm luôn hay không đây. Ok, vậy là lần đầu tiên chúng ta trúng được hộp súng ma mị ấy. Rồi, mong là chúng ta trúng được một cái gì hay hay nhở. Và lần tiếp theo thì chúng ta trúng hộp súng quỷ hồng rồi. Đấy, ok, nói chung là lần tiếp theo chúng ta mất tới 59 kim cương, không đủ rồi anh em. Ok, thì chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc đây thôi. Bye bye anh em, hẹn lại anh em ở những video tiếp theo này, hay hơn, mới hơn nhá. Bye bye.